Hello everyone, chào mừng các bạn đã đến với chuỗi bài học online của cô. Bài đầu tiên cô chọn đó là tại sao ngữ pháp lại quan trọng trong tiếng Anh. Lý do vì sao cô chọn đề bài này? Tại vì có một cái thực trạng rằng là đa số những người học tiếng Anh thì lại chưa xem trọng đúng cái tầm quan trọng của ngữ pháp. Và do đó nên cô muốn có cái bài học này để nêu ra được những cái lý do rất là quan trọng trong cái việc sử dụng đúng ngữ pháp tiếng Anh. Và để trước khi bắt đầu bài học, cô có một khuyến cáo nhỏ nhỏ dành cho chúng ta. Vì trong bài học có những cái ví dụ liên quan đến cái đề giới tính. Do đó nên cô khuyến cáo rằng những học viên ở độ tuổi từ 15 tuổi trở lên thì có thể theo dõi và cùng nghiên cứu về cái bài học này. Rồi, trước khi bắt đầu thì cô sẽ có một cái phần slide thể hiện cái nội dung chính của bài học. Thì cô mong là các bạn sẽ xem qua. Cái nội dung chính của cô đang sẽ đi vào 4 phần. Thứ nhất là cái purposes of correct grammar. Cái thứ hai là examples in Vietnamese grammar. Và cái thứ ba là example in English grammar. Và cuối cùng của cô sẽ là những cái review questions. Như vậy, để bắt đầu cho cái phần này thì cái phần đầu tiên cô muốn trình bày đó là cái purposes of correct grammar. Thì cô có 3 lý do chính cho cái việc là tại sao chúng ta phải sử dụng đúng ngữ pháp tiếng Anh. Thì vì theo một cái nghiên cứu gần đây của tổ chức Business Insider thì hầu như tất cả các doanh nghiệp mà sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc thì họ đưa ra một cái con số, đó là họ quyết định các ứng viên của mình sử dụng được đôi lát ngữ pháp tiếng Anh và sử dụng đúng các cấu trúc câu. Thì cái quyết định này sẽ dựa vào con số là 50%. Tức là 50% của họ sẽ căn cứ trên những cái ứng viên mà sử dụng đúng ngữ pháp. Tại vì thông qua việc sử dụng đúng ngữ pháp thì có thể cho thấy được là cái ứng viên này đã có một cái trình độ tiếng Anh nhất định. Và thứ hai nữa là cái tính logic của ứng viên. Và cái lý do thứ hai nó liên quan đến cái social life. Đó là theo một cái thống kê luôn, và cô vừa mới tìm ra được số liệu, thì các trang apps về hẹn hò, online dating apps, chẳng hạn như Tinder hoặc là OkCupid, thì họ thống kê trên người dùng rằng là nếu như partner của họ sử dụng poor cái grammar, tức là sử dụng cái cấu trúc ngữ pháp hơi nghèo nàn hoặc là chưa chính xác, thì 14% trong số đó họ đưa ra câu đáp án là sẽ không tiếp tục cuộc trò chuyện đó nữa. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái tiếng Anh cũng rất là quan trọng. Tuy nhiên cũng còn cái lý do thứ ba cũng không kém phần quan trọng. Đó chính là cái lý do là khi chúng ta đi du lịch hoặc là thậm chí chúng ta chỉ ngay tại ở quốc gia chúng ta thôi, và chúng ta có cái dịp và là một cái tình cờ là gặp người nước ngoài và tiếp xúc với lại người nước ngoài, thì nếu như chúng ta sử dụng ngữ pháp tiếng Anh chưa chính xác thì sẽ gây ra cái sự hiểu nhầm không đáng có trong quá trình giao tiếp. Như vậy đó là những cái lý do quan trọng mà cô muốn nêu ra để thấy được rằng là ngữ pháp của tiếng Anh vô cùng quan trọng. Thì để bắt đầu bằng cái để minh chứng cho cái điều đó thì cô sẽ có những cái ví dụ minh họa cho các bạn, và cô bắt đầu ngay chính từ cái ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta, đó là tiếng Việt. Thì có một cái ví dụ minh họa như sau, đó là trong một cái ngày 8 tháng 3 cũng nhiều năm về trước, thì cô nhận được một bó hoa như thế này, đó là chúc mừng ngày quốc và số nghèo, đó là tế phụ nữ 8 tháng 3. Thì chúng ta cũng biết rằng ngữ pháp của tiếng Việt thì nó sẽ có những cái từ ghép, và những cái từ đó nó ghép lại với nhau, từ đơn và từ đơn ghép lại với nhau thì nó sẽ ra một cái từ có nghĩa. Chẳng hạn như từ quốc tế thì chúng ta gọi thì chúng ta sẽ nói liền với nhau để cho nó ra một cái từ mang tầm quốc tế, có nghĩa là toàn cầu, đúng không? Là nhiều nước trên thế giới. Nhưng mà giả sử nếu chúng ta tách ra chữ quốc và chữ tế thì lúc này nó sẽ mang một cái nghĩa hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn như ở trong cái tờ giấy cô được nhận ở đây là chúc mừng ngày quốc, và xuống hàng là tế phụ nữ, thì lúc mà cái chữ tế ở phía dưới, nếu mà chúng ta đọc tách ra thì nó lại có thể được hiểu theo nghĩa là động từ tế. Như vậy chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta sử dụng ngay cả sai ngữ pháp trong bằng ngôn ngữ viết mà sai ngữ pháp thì cũng gây ra cái sự hiểu lầm không đáng có đối với lại người đọc. Và khi mà cô nhận cái này cũng thấy hơi bị buồn, cũng may là các bạn gửi hoa thì không phải là người Việt nên là mình cũng tạm thời chấp nhận cho cái lỗi nhỏ nhỏ này. Rồi, một cái hình ảnh thứ hai của cô, một cái ví dụ thứ hai về tiếng Việt và sai ngữ pháp để dẫn đến tình trạng hiểu nhầm không đáng có, đó là một cái hình ảnh thứ hai. Ở trên cái câu trên của chúng ta, yêu em không bao giờ hối hận, thì lúc này chúng ta sẽ phân tích cấu trúc câu ha. Chúng ta sẽ có yêu em là chủ từ trong câu, không bao giờ sẽ là adverb hay được gọi là trạng từ trong câu, và cái nguyên cái adverb này phải đi liền với nhau để bổ nghĩa cho cái động từ hối hận. Như vậy câu ở trên hoàn toàn đó là có cùng cái nghĩa, một câu duy nhất và thể hiện đúng một nghĩa. Tuy nhiên nếu như chúng ta sử dụng sai cái dấu chấm phẩy trong câu
thì dẫn đến cái câu này bị tách ra thành hai cái clauses, là hai mệnh đề. Và khi thành hai mệnh đề thì nó mang một cái nghĩa hoàn toàn khác biệt với lại cái hàm ý của câu đầu tiên. Chẳng hạn như khi chúng ta để dấu phẩy ở giữa chữ bao và chữ giờ thì có nghĩa chúng ta sẽ thấy yêu em không bao giờ hối hận. Để chúng ta tắt ra, vì chúng ta có dấu phẩy thì chúng ta phải ngừng lại, chúng ta không đọc liên tục. Như vậy lúc này chúng ta thấy từ cái việc mà sai dấu câu trong ngữ pháp tiếng Anh, đây xin ngữ ta tiếng Việt, xin lỗi các bạn, thì chúng ta cũng thấy là mang đến cái sự hiểu nhầm không đáng có. Đây chỉ là một cái hình ảnh mang tính chất minh họa vui thôi, nhưng cô cũng minh chứng cho các bạn một cái điều rằng là cái giao tiếp thành công chính là giao tiếp mà người viết và người nói có thể gửi được cái thông điệp trọn vẹn mà mình muốn gửi gắm cho người nghe và người đọc. Rồi, đấy là cái ví dụ của cô đối với lại ngữ pháp tiếng Việt. Bây giờ cô sẽ muốn nêu cho các bạn một cái ví dụ của cô về ngữ pháp tiếng Anh. Rồi, bây giờ giả sử một bạn gái nhận được, có hai người yêu cũ nha, hai người yêu này đã chia tay rồi, và bạn gái này nhận được hai cái tin nhắn của người yêu cũ như sau. Một bạn, cô sẽ bôi cái này ha. Một người sẽ viết cho bạn như sau. First person, người đầu tiên sẽ viết cho bạn rằng là I loved you. Ok. Và người thứ hai viết cho bạn như thế này. I have loved you. Ok. Như vậy chúng ta thấy có hai câu, đúng không? Giả sử nếu như chúng ta không nắm về ngữ pháp tiếng Anh thì chúng ta sẽ nghĩ rằng ồ, hai câu này có nghĩa giống nhau thôi. Tại vì hai anh này đều là người cũ hết. Tuy nhiên hai anh này đều gửi hai thông điệp hoàn toàn khác biệt nhau. Anh thứ nhất là có phần cây cú đây. Anh thứ nhất đang muốn nói gì đây? Anh muốn nói rằng là tôi đã yêu cô và bây giờ tình yêu đó đã không còn nữa. Câu thứ nhất để diễn tả được đúng nghĩa của nó, tức là anh thứ nhất muốn gửi đến cái thông điệp cho người đọc, đó là tôi đã từng yêu cô, tôi đã yêu cô trong quá khứ rồi. Cái việc yêu đó nó đã xảy ra và nó đã kết thúc rồi và nó không còn, đến ngày nay là không còn gì nữa. Bây giờ tôi có thể yêu cô A, cô B khác rồi. Và đối với trường hợp anh thứ hai thì anh thứ hai này mang tính chất âm ỉ và dây dứt hơn. Anh nói thật, khi anh ghi câu này anh muốn hàm ý cho người nghe hoặc là người đọc rằng là tôi đã yêu cô, tôi không biết khi nào tôi yêu cô, nhưng mà cho đến thời điểm này tôi vẫn tiếp tục yêu cô và tôi cũng không biết khi nào tôi kết thúc tình yêu đó. Như vậy chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta sử dụng sai ngữ pháp, sai thùy trong tiếng Anh thì cho ra một cái thông điệp hoàn toàn khác biệt. Như vậy đây là một trong những cái ví dụ mà cô muốn nêu cho các bạn thấy trong ngữ pháp tiếng Anh. Nếu như chúng ta chỉ cần không hiểu được cái điều đó, chúng ta không biết ngữ pháp tiếng Anh, thì rõ ràng khi mà chúng ta nhận được cái thông điệp, chúng ta sẽ nhận sai và chúng ta hiểu lầm ý của cái đối tượng mà mình giao tiếp. Như vậy cô vừa mới nêu cho các bạn cái điều quan trọng trong cái ngữ pháp tiếng Anh. Thì bây giờ cô sẽ có những cái review questions cho các bạn để cho các bạn xem lại và review lại xem những cái phần mà chúng ta vừa mới nghiên cứu để mà chúng ta có được cái đáp án. Cô sẽ có 3 câu hỏi dành cho các bạn. Thứ nhất là trong các thành phần như danh, động, tính, trạng, giới từ, đại từ thì theo bạn thành phần nào không thể thiếu để tạo thành một câu? Thì bạn có thể chọn ra cái thành phần nào đối với bạn thì cảm thấy rằng là không thể nào thiếu được. Nếu mà tạo ra một câu có nghĩa thì chúng ta không thể nào thiếu được cái thành phần đấy. Câu số 2 là tại sao ngữ pháp lại quan trọng trong tiếng Anh, thì cái này cô cũng có giải thích trong cái phần bài nói của cô. Cái thứ ba, nếu sử dụng sai thì trong tiếng Anh sẽ dẫn đến hậu quả gì, thì cô này cô có ví dụ minh họa cho các bạn rồi. Thì cô mong là 3 câu hỏi này cũng là 3 câu hỏi tổng quan thôi, nhưng mà giúp qua đó cũng giúp cho các bạn thấy được, đánh giá đúng được cái tầm quan trọng của ngữ pháp cả trong tiếng Việt và cả trong tiếng Anh. Và như vậy để chúng ta có cái quyết tâm để trau dồi và không nên xem thường cái việc sử dụng đúng ngữ pháp tiếng Anh. Và ở trong những bài học tiếp theo thì cô cũng sẽ nêu ra những cái điểm trọng yếu trong ngữ pháp tiếng Anh để giúp cho chúng ta tránh những cái lỗi lầm không đáng có trong giao tiếp. Và cô chúc các bạn học tập tốt và thành công trong cuộc sống. Cô chào các bạn.